Mình hướng dẫn các bạn làm món nem thịt heo nhá, như kiểu ở cổng trường ấy, hay gọi là món ăn vặt ở cổng trường ấy, là món nem ăn vặt. Nguyên liệu của mình gồm có 200g thịt lợn mình đã xay nhuyễn kỹ rồi đấy các bạn ạ, và 50g miến. Các bạn phải ngâm cho mình miến kỹ vậy nhá. Đặt trong đây thì là nên là mình sẽ cho nước nóng để mình ngâm. Ngâm miến cho mình này. Và các bạn dùng cho mình 50g bột bột mì các bạn ạ. Và bột chiên xù để mình bọc ở ngoài nữa. Với món nem này mình chỉ cần dùng gia vị chính hạt tiêu và bột canh. Các bạn cho mình độ một thìa cà phê đường nữa để vào cái gia vị này. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị này đã. Các bạn không được cho rau thơm nhé, bởi khi rán cái này là sẽ có rau thơm là rất không tốt, hành cái thứ nó không không hợp với cổng trường như này. Các bạn cho mình một thìa cà phê hạt tiêu vì trẻ con ở cổng trường như này rất thích ăn những cái vị như thế. 1/2 thìa cà phê bột canh, mì chính nữa. Các bạn cho mình 1/2 thìa cà phê hạt mì chính và một thìa cà phê đường nhé các bạn nhé. Các bạn trộn cho mình đều nhé. Rồi sau đó mình sẽ cắt miến. Mình để miến kỹ thì sau mình trộn vào đây nó mới đều. Và bây giờ mình sẽ cho bột mì vào các bạn. Mình cắt bột mì cho khoảng độ 50g. Thì nó mới có độ liên kết vào với nhau. Mình đã cắt bộ mì cho vào. Sau mình mới làm thành viên nó nhỏ nhỏ như dài dài như kiểu ngón tay của mình ấy. Các bạn không được cho trứng vì cái này mà cho trứng là nó sẽ bị cháy và không ngon đâu. Đây là mình học được cách của cô bán hàng ở cổng trường. Các con nhà mình rất thích ăn nhưng mà mình sợ người ta làm sẽ không được đảm bảo vệ sinh nên là mình tự làm để cho các con ăn. Rồi bây giờ mình sẽ cho miến ra đổ cho ráo nước để mình cắt nhỏ các bạn. Các bạn cắt cho mình miến nhỏ nhé để mình cho vào trộn. Sau đó mình sẽ cho vào ban thịt để mình trộn vào lẫn bạn nhé. Và mình cho ban này cho nó dậy. Các bạn trộn cho mình đều nhé. Rồi mình sẽ đi vào tay để mình bóp cho nó đều.
Sau khi trộn xong này các bạn để cho mình tầm 10 phút để cho nó ngấm nghía gia vị vào với nhau, thì là một miếng này nó quện vào với thịt thì mình sẽ đi tẩm trên xù để mình rán nhé. Sau khi được 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ ve thành viên các bạn để mình lăn qua bột xù để mình rán thành những viên dài dài như mình lăn qua bột xù. Đi bao tay rất khó làm các bạn, thôi mình lặn bằng ấy, mình rửa tay sạch sẽ, mình lặn bằng tay thì vì mình còn dán nữa mà. Các bạn còn dài dài, sao bạn các bạn cho mình qua bột xù là được. Cứ như thế này các bạn lặn cho mình đến hết nhé. Sau khi lặn xong mình đã được một đĩa như thế này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi rán nó lên nhé. Mình cho lên bếp mình rán. Các bạn cho chảo lên bếp để mình cho mỡ và mình chiên nhé. Mình rán lên. Khi mỡ sôi rồi thì các bạn mà nóng như này rồi thì các bạn cho mình bánh chả vào để mình rán nhé. Nem. Các bạn chỉ cần cho lửa vừa vừa thôi nhé, để cho thịt bên trong nó còn chín. Như thế này là mình đã dán xong đĩa nem rán đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ gấp ra đĩa nhé. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn làm xong món nem rán thịt heo nhé. Món ăn vặt ở cổng trường đấy. Với nguyên liệu là 200g thịt lợn xay, 50g miến và 50g bột mì, 50g bột xù và gia vị là mắm muối mì chính bột canh, là các bạn đã có thể chiên được một món nem chiên như thế này. Các bạn có thể ăn kèm với tương ớt nhé. Đây, mình sẽ cho tương ớt cho góc đĩa. Đấy, các bạn chấm ăn kèm với tương ớt rất ngon.
Mình làm thế này các con nó ăn đỡ phải ăn ở ngoài cổng trường mất vệ sinh. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé. Bạn thích có thể chia sẻ giúp mình ẩm thực miền quê.